Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Family Federer của Sông Thủy Sĩ các nhà nhé. Các anh chị ơi, hôm nay thì em xin giới thiệu mẫu sâm tươi ngâm mật ong Hàn Quốc 6-5 tuổi cả nhà. Đến với cả nhà xem hôm nay nhé. Đây là sâm tươi nguyên chất Hàn Quốc của hãng Cơm San cả nhà. Sâm này thì nhập khẩu từ Hàn Quốc qua Thủy Sĩ cả nhà nhé. Hiện tại thì em đang bán về sâm này ở Thủy Sĩ. Đó, xin mời các bạn cùng ghé qua và tham quan nhé. Anh chị nhé, nhiều ủng hộ sản phẩm bên em các anh chị nhé. Sâm tươi ngâm mật ong nguyên chất, và mật ong này là mật ong bio cả nhà nhé, nên là cả nhà yên tâm sử dụng nhé. Rất là nhiều khách hàng khi sử dụng sâm mà bên em thì rất là hài lòng, và em cảm ơn rất là nhiều trong thời gian qua anh chị đã ủng hộ và quan tâm đến mặt hàng ở bên em. Hy vọng rằng trong tương lai các anh chị sẽ luôn ủng hộ các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị rất là